ta bỏ, mình ngồi ngoài như thế này, mình ở mà như trong nhà, nghe tiếng quét dọn rồi giống như con người bình thường nghe dọn bàn ghế ăn uống đi lại ở trong đó. Nhưng mà thực tế trong đấy không có ai cả. Từ đây là cái nhà đây là tháp A này, cái nhà muốn quay cận cảnh một xíu cho cái nhà khám phá luôn. Còn phía bên xa xa là khu bơi cái nhà. Đây cung đường. Nó mình không biết. thầy kể lại câu chuyện đấy được không ạ? Chẳng hạn như giờ con tới cái nhà hoang mà con nghĩ mà nhà người ta bỏ, mình ngồi ngoài như thế này, mình ở mà như trong nhà, nghe tiếng quét dọn rồi giống như con người bình thường nghe dọn bàn ghế ăn uống đi lại ở trong đó. Nhưng mà thực tế trong đấy không có ai cả. Thì cái chung cư TK, chung cư lớn nhất quận Nam này xưa giờ, cái nhà thì nằm tọa lạc trên con đường ngay phía trước màn ảnh ấy, cái nhà là đường từ trong trung tâm thành phố La, cái nhà quận nhất quận 3 La về hướng miền Tây, đó là hướng nó chạy về đây hết nha. Còn phía trước màn ảnh đó, đó là cái hướng Hồng Bàng, nơi mặt tiền của chung cư là nằm trên hướng Hồng Bàng đó cả nhà. Chung cư này cung đường nó phát triển cả nhà, lớn nhất của quận 5, chung cư cũng lớn từ đầu tiên của thành phố mình luôn. Lý do một số vấn đề tâm linh thì là người ta truyền miệng bao nhiêu câu chuyện về tâm linh này kia, nhưng mà đó thì không thể xác thực được cái nha. Còn vấn đề mà có một chuyên gia của Hồng Kông người ta phân tích là cái hướng đây chung cư của mình thì xây dựng lên nằm trên một vị thế long mạch phát triển, và hồi xưa của cung đường này được nối dài từ miền Tây vô thành phố Hồ Chí Minh, bao tuyến đường nó đắt đỏ, lại nó thu hút từ thuận lợi về giao thông này kia. Rồi còn phía bên đây là bệnh viện Chợ Lẫy cả nhà. Còn hướng đó thì sẽ vào quận nhất, trung tâm quận 10, quận 3, vân vân. Muốn vào được thì đi ngang con đường tí này, hồi xưa là nó chính thức để mình đi vô khu trung tâm Sài Gòn, nên là địa thế nó đắt đỏ là như vậy. Với hồi xưa người qua, ta qua đây rất là nhiều. Chung cư quận 5 ở người qua là ở đây là người ta ở rất là nhiều. Nếu mình chia sẻ có thiếu sót gì đó, thì cả nhà góp ý cái comment ha. Thứ hai nữa là long mạch ở đây. Còn phong thủy người ta nói một cái hướng đây nè, nằm trên vị thế đó, con rồng, nhưng mà mình long mạch thì thuận lợi kinh doanh ở, nhưng mà có một cung đường đó cả nhà, cắt ngang Hồng Bàng, cắt ngang luôn tòa nhà luôn. Nên sẽ là phá địa thế long mạch, mình sẽ khó làm ăn khó ở. Nên mình không biết đúng sai, nhưng mà mấy mươi năm rồi nó chung cư nè, ba cái tòa tháp ở dẫn ABC, nhưng mà ở vẫn không được cái nhà, chỉ là kinh doanh nhỏ phía dưới thôi, bao nhiêu năm thì dẫn chứng như vậy. Này mình cái xe chạy 12 giờ xe chạy còn nhiều, cái nhà thông cảm mình nha. Đây mình quay một xíu là mình chia sẻ tiếp nha. Đây những cây me gì cũng nó âm khí nó cũng hơi nhiều một xíu, đó là vấn đề theo mình biết phong thủy thôi. Còn vấn đề mà về xây dựng rồi đó thì mấy cái tòa nhà này ABC á cái nha, thì rất là nhỏ chật hẹp nên nó không thích hợp cho mình ở tù túng, hoặc là người gia đông á, người gia đình đông người ta ở sẽ bị ngợp. Đó là mình giải tỏa một số kiến thức để mình biết thôi. Này cái chữ này chữ qua đẹp quá. Xin lỗi cả nhà hơi ồn tiếng xe cấp cứu nha. Là kiến trúc á, nhà phòng từng phòng rất là nhỏ, và khi đó đó người ta xây dựng chung cư để cho người dân Hồng Kông sẽ trở qua đây ở, nhưng mà do bên Trung Quốc á, Hồng Kông ta không có dân, người ta không có di cư qua đây nên bán nó cũng hơi khó cả nhà. Là đó những lý do mình biết là như vậy, từ báo chí hay là phong thủy hay là những chuyên gia phân tích của Hồng Kông. Còn vấn đề tâm linh có thể là người ta cạnh tranh á, ABCD về công ty này mua là bán khó bán hay gì đó để cho cạnh tranh nhau, người ta sẽ đồn đoán này kia gì đó. Một số vấn đề nó đồn đoán vậy thôi.
theo mình đó mà suy nghĩ nó cũng có. Còn vấn đề tâm linh thì nơi nào cũng có, tùy người gặp người không, hay những vấn đề đó thì nó không xác thực được. Địa thế thì quá tốt, xây đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh luôn, chung cư tốt nhất ở quận 5. Kiến thức thì có thể sai gì đó thì cả nhà góp ý ha. Mình hiểu sao mình chia sẻ vậy, đó là những ý kiến liên bản thân mình hiểu biết thôi nha. Mình không nói là vấn đề của ai truyền hoặc là vấn đề gì khác. Tại mình ở gần đây nên mình muốn khám phá, mình trải nghiệm. Mình ở đây nãy giờ cũng đã tiếng máy rồi cả nhà. Để cho vắng một xíu cái mình quay cho nó ổn một xíu. Nãy nãy giờ trao gì cả nhà thứ lỗi cho nha. Trên đây hướng này hướng đường Hồng Bàng, lưu thông về hướng xe đó là về miền Tây cả nhà. Tại ra bến xe miền Tây rồi có một đội thành thuận lợi cho kinh tế hồi xưa rất là nhiều. Mình sẽ quay một số hình ảnh để cả nhà biết toàn khung cảnh tương đối nha cả nhà. Còn mình rất là muốn lên tham quan ở phía trên nhưng mà rất khó. Đây người ta bảo vệ người ta có giữ hết cả nhà, không thể nào leo lên cái tòa tháp đâu. Đó, hướng trước đó là một cái con đường cắt ngang vào bệnh viện Chợ Lẫy đó cả nhà. Mình chia sẻ cụ thể hoặc một số kiến thức mình hiểu biết á. Mình nghe bao nhiêu câu chuyện tâm linh đồn đoán này kia, mình cũng không có, mình đến xác thực, mình trải nghiệm mình mới thấy nó hấp dẫn. Hay là rõ ràng sao đó, những kiến thức mình hiểu biết xưa giờ mình nghe về phân tích về chung cư quận 5 này nè. Chung cư này đó là mình không có thể nói tên là được, sẽ bị tẩm quyền nha cả nhà. Nói đồn thổi ra này không phải là gì, mình nói ra không được. Nói tên đó là TK thì cả nhà cộng đồng thì nếu biết tìm hiểu gì chung cư thành phố ha, tòa tháp tòa nhà thì sẽ biết rồi. T là chữ đầu là chữ thuận, cái nhà tới C là chữ K. Rồi thêm cái chữ Raja sao nữa cả nhà. Còn đây 12 máy là nên có một phía vô trong thì có bảo vệ nên mình không có muốn quay sâu vô cả nhà. Mình chia sẻ một tương đối về vấn đề về địa lý rồi kinh tế này kia thôi, từ xa xưa tới bây giờ. Qua mùa dịch thì mình cũng ở gần đây, sẽ có một số là người ta ở để tránh dịch gì đó, đó một vấn đề khía cạnh xung quanh thôi. Còn hiện tại đây như thế là sáng tỏ rất là đẹp cả nhà. Nhưng mà tên ở đây thì ra chạy xe vắng chạy nhiều lắm, quay cận cảnh một xíu. Thì mình chia sẻ thêm cái nha. Thì đây phía trên á, tầng trệt này nè, thì người ta còn kinh doanh một số thôi, nhà hàng nhỏ, quán ăn gì đó, những ăn nhỏ lẻ. Còn phía trên đó cái nha, đây hành lang đường Hồng Bàng. Còn đây cái nha, từ các tầng trên á, hiện tại là ta bỏ rất là nhiều lại cái nha, bỏ quan á cái nha, bỏ quan không ở rất là lâu rồi, vài chục năm rồi. Ở phía trên cái tòa tháp ABC phía bên kia nữa, tại có dân dưới có nhiều bảo vệ vài chục năm mà. Ở phía trên cái tòa tháp ABC phía bên kia nữa, tại có dân dưới có nhiều bảo vệ nên mình không có đi ảnh hưởng người ta. Ta trật này kia người ta bị la lầy rồi cái camera nên mình không có tiến vô sâu được đó nha. Chỉ quay tương đối một khía cạnh thôi. Còn ở trên thì mình lên không được rồi ha. Đi vô trong sâu thì có bảo vệ, mình không có vô sâu ảnh hưởng chỗ người ta kinh doanh. Khám phá khung cảnh đường vị trí vì thế thôi. Video này mình nói chuyện sẽ có thể ấp úng rất là nhiều nên mong cả nhà thông cảm. Mình nhớ đâu nói đấy đó, không kịch bản, không gì hết. Muốn trẻ trải nghiệm thôi. Chứ hiểu biết gì đó mình giải thích. Có xe tới đó nha, chắc mình có thể ấp máy. Xe quay lại rồi. Mình quay thêm một đoạn nữa rồi mình sẽ ấp máy cả nhà. Đây chú bảo vệ thì bên đây.
cùng đây thì chiều tới kia ta nhiều rồi ta thể thao giải trí đây cũng đẹp lắm đó nha. Đây còn cái vấn đề mình không có phản bác vấn đề tâm linh gì hết hay là mình đồng ý gì hết nha. Cái vấn đề đó thì mình cũng đi khám phá nhà quan đồ, thì mỗi nơi nào sao mình chia sẻ vậy, còn hoặc là mình không gặp hoặc là ai gặp đó thì một cái cảnh khác. Vấn đề tâm linh thì mình không có chuyện sâu, mình biết những cái kiến thức mình giải mã hoặc là mình đến đây mình thấy sao mình chia sẻ cả nhà xem vậy. Cái xe mình đậu ở đây đó nha, đợi cũng khoảng giờ khoảng 12 giờ mấy. Còn vấn đề tâm linh thì có thể người gặp người không hay tiền miệng đó thì mình không có xác định rõ được cái nha. 12 giờ 10 tiếc rằng là cái những cái phòng từ báo chí, nhà phong thủy hay là chia sẻ của những người kiến thức á, người ta chia sẻ lại, mình đam mê mình sẽ đến đây mình chỉ quay lại những kỷ niệm, những clip làm video khám phá của mình thôi. Thiếu sót gì hay cái gì đó mình mong cả nhà bỏ lỗi cho. Bây giờ này mình ấp úng hoặc là có nhiều cái kiến thức á, mình không có thể quyên bác hay là mình chuẩn bị trước hay gì hết. Hoặc là khán giả có thể nói mình không có thuộc lành gì hết mà nói linh tinh, thì không phải, nó quan điểm của mình cái đam mê mình muốn nói chia sẻ cả nhà thôi, tại mình cũng ở gần đây. Những chung cư mình quay lại kỷ niệm hoặc là quay lại chia sẻ một cái xíu hiểu biết gì đó thôi, nhưng mình làm bên tâm linh mà mình nghe đồn đoán á thì cái mình cũng phải ấm ức á, mình muốn biết đến cho biết. Làm tâm linh mà không quay chung cư này thì cũng là một cái thiếu sót khi mình ở gần chung cư này cả nhà. Rồi, đến đây thì mình cũng cảm ơn cả nhà xem clip đến đây. Chúc cả nhà nhiều may mắn và sức khỏe và bình an. Thiếu sót thì mong cả nhà bỏ lỗi cho. Ở Sân Ma đáp cháu rất là quý, trân trọng khán giả. Một anh em nào đó không biết. Thầy kể lại câu chuyện đấy được không ạ? Chẳng hạn như giờ con tới cái nhà hoang mà con nghĩ mà nhà người ta bỏ. Mình ngồi ngoài như thế này, mình ở mà như trong nhà nghe tiếng quét dọn rồi, giống như con người bình thường như dọn bàn ghế ăn uống đi lại ở trong đó. Nhưng mà thực tế trong đấy không có ai cả.